làm đi Loa. Và thứ tương ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Tớ có chuyện phải đi rồi Morpho. Nhưng chuyện này phải giữ bí mật nên cậu không được đi. Morpho đi nữa. Không Morpho, không được đâu. Bye bye Morpho. Chuyện gì vậy Morpho? Ba có biết Mila đi đâu không? Ba không biết, xin lỗi Morpho. Mila có chuyện gì vậy Morpho? Có Mila ở đây không? Không, xin lỗi, hôm nay mình chưa gặp Mila. Không có ở đây. Mila có ở đây không? Không Morpho, Mila không có ở đây. Không, Morpho. Mila đâu? Morpho khóc mà. Đừng khóc mà. Thôi nào Morpho, ta có chắc là Mila đang đợi ở nhà đó. Mà Morpho, cháu chưa ra sau vườn kiểm tra mà. Bất ngờ không? Mila! Chúc mừng sinh nhật Morpho, giờ thì mở quà nào. Yeah, Morpho thích lắm. Công lý thì không ngủ, nhưng các em nhỏ thì phải ngủ từ 9 giờ đến 7 giờ đó. Ngay khi đánh răng xong là lúc chống tội phạm. Của ta xong rồi, tới đây xem đi. Ta đã phát minh ra dưỡng chất trẻ hóa, giờ ta sẽ thử nghiệm trên trợ lý. Dễ thương quá, vui quá. Ống nghiệm lộn xộn, ta không biết chăm sóc trẻ con như thế nào cả. Ôi không, Morpho, cháu phải mang con bé về cho ba nó trong khi ta điều chế thuốc giải đi, vậy nha. Huh.
giấc mơ kỳ lạ. Tớ mơ thấy mình là em bé. Ngộ ghê ha. Cậu muốn đi xin kẹo với bọn tớ không, Phoebe? Xin lỗi các cậu, nhưng mẹ tớ không cho đi xin kẹo đâu. Đi thôi con. Ôi, tiếc ha. Vậy mình đi thôi, Marfo. Xin lỗi nha, Phoebe. Nhưng con là phù thủy mà. Và con biết phù thủy sẽ bị gì vào đêm Halloween rồi đó. Tất cả phù thủy sẽ trở nên ác độc. Phải, đúng vậy. Ai tin mấy cái chuyện cũ rích đó chứ. Tạm biệt và cảm ơn ạ. Oh, nhìn đống kẹo này nè. Tiếc là Phoebe không đi được với tụi mình. Đồ hóa trang đó đẹp thật cậu ha. Ha, mơ vào trong dễ sợ hơn. Hả? Đồ hóa trang đó không thể là đồ hóa trang được. Ô không. Chúng ta phải xem chuyện gì đang xảy ra. Morpho biến thành một con nhện khổng lồ và theo dấu mấy viên kẹo nào. Ai gọi cửa vậy chứ? Hey, Phoebe, cậu muốn giúp tớ đi đưa kẹo cho những bạn nhỏ khác không? Tối qua tụi con được cho nhiều kẹo tới mức không ăn hết nổi hả? Dạ,
tụi con sẵn lòng chia sẻ với các bạn nhỏ khác là tốt bụng lắm. Cảm ơn Mila. Mila, Mofo, bà có làm nước chanh cho các con đây. Nước chanh. Để lát nữa ba dọn nha. Giờ ba muốn đọc xong cuốn sách này. Nào, giờ hai đứa có muốn ra ngoài làm gì khác không hả? Dạ được. Ta là giáo sư ác độc, anh hùng hành động sẽ ngăn chặn ngươi. Mama Bò là anh hùng hành động. Đúng rồi. Ta đã tạo ra một cỗ máy khiến cho tất cả mọi người đều thiếp ngủ. Ôi không, anh hùng hành động sẽ ngăn ngươi lại. Hồi hộp quá đi. Mang cái đèn ra khỏi đây vậy. Được rồi. Mình đọc tới đâu rồi ta? Ngươi chưa thắng sự giúp sức của cái hộp đâu rồi? Anh hùng hành động. Sao cậu lại mang cái hộp đi? Mà phòng không có lấy cái hộp. Chính Mila tạo nên nó mà. Tớ không phá hỏng tòa nhà ngu ngốc của cậu. Tòa nhà không ngu ngốc. Mila ngu ngốc. Biết sao không? Giờ tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Không, Ma Phò sẽ không chơi với Mila. Sẽ nghĩ ra gì đó. Cuốn sách này hay thiệt đó. Tớ xin lỗi. Tớ không nên nổi nóng với cậu vì đã làm gãy màu lên bức tranh của tớ. Hả? Không phải do Mơ Phụ đâu. Ba lỡ làm gãy đó. Cái gì? Vậy ba có làm hỏng tòa tháp của Mơ Phụ không? Phải. Và lấy đồ chơi đi. Đúng vậy. Và bẻ tòa nhà. Chắc vậy đó. Mila, Mơ Phụ làm bạn lại nha. Dĩ nhiên. Ba xin lỗi vì đã làm những điều đó hai đứa. Và xin lỗi vì ba khiến tụi con cãi nhau. Chúng ta lại làm bạn được chứ? Dĩ nhiên rồi ba. Các người đây rồi. Như các người yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời. Ta rất vui khi các người thích những con robot. Nhưng ta muốn hỏi tại sao các người lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư. Và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tớ muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi? Tớ không giữ nó, Troy à. Cậu có mà, tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi,
Được thôi, cứ giữ đi. Trời, đợi đã. Cháu đây rồi Mila. Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùm vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ, nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cô bé ạ. À, kỳ quặc thật Morpho. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Morpho, nhìn kìa. À, Mila gây rắc rối rồi. Hai Morpho, đó đâu phải tớ. Tớ đây mà. Chắc chắn là robot. Đuổi theo nó Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Kia nữa, nhiều mây la quá. Đi lấy kem cho bọn ta đi. Được thôi. Chúng ta phải lấy cái điều khiển đó Morpho. Tớ có ý này. Đi theo tớ. Nhìn kìa Morpho. 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 Bắt lấy nó. Ngươi đi đâu vậy robot nhỏ? Cái gì? Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Không, không, không. Thì ra là ngươi đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá Stan ơi. Xích ra đi đồ robot. Kem. Kem. Không. Đây rồi. Tàu lượn siêu tốc đỉnh nhất đây rồi. Có lượn tròn. Có cua gắt. Lại còn siêu cao nữa. Chỉ có điều là phải cao như thế này mới được đi nha. Giáo sư có thể giúp tụi mình được đó. Thứ này sẽ giúp cho cháu thành người lớn. Nhưng cháu có chắc là muốn làm như vậy không hả Mila? Dạ dĩ nhiên là có. Vậy thì đây nè. Là cháu hả? Ồ không, tôi là dì Mila. Wow, nhìn giống nhau thật đó. Vậy là cô đủ cao rồi đó. Đi chơi vui vẻ nha. Cảm giác thế nào? Đỉnh lắm luôn. Và giờ tới là người lớn rồi nên muốn làm gì cũng được. Người lớn hả? Tới đây Morpho.
cá heo nào. Cháu. Tôi nữa. Xin lỗi cô nha, nhưng cô lớn quá nên không cưỡi cá heo được. Xin lỗi thưa cô, nhưng cô không được vào trong đâu. Tôi là dì của Mila. Tôi có nghe kể, rất vui được gặp cô. Nhưng Mila không có ở đây, và tôi phải về lớp rồi, tạm biệt nha. Mình bắt đầu thấy chán làm người lớn rồi đó. Đây là sân chơi của trẻ em thưa cô, và tôi sẽ phạt tiền cô. Ôi xin lỗi, nhưng tôi không trả được vì tôi không có tiền. Vậy tôi nghĩ cô nên kiếm việc làm đi. Đủ rồi, mình không muốn làm người lớn nữa đâu. Cháu có chắc là muốn làm trẻ em lại chứ? Dạ chắc chắn 100% luôn. Mila, nghe gì chưa? Sao vậy? Họ đang xây một trò tàu lượn khác, kỳ này còn lớn hơn nữa đó. Tuyệt đó. Cậu không muốn trở thành người lớn để đi nữa sao? Thôi tớ xin, làm người lớn không hề vui như mình nghĩ đâu. Tớ sẽ tận hưởng hết mức có thể khi vẫn là trẻ con. Bắt nè, cậu bị rồi. Quay lại đây. Nè Mila Mofo, có người kiếm hai con đây nè. Ồ, ai vậy ba? Đó là... là người kem. Ta đã tìm ra được một hương vị tuyệt hảo mới cho kem này rồi đó nha. Nhưng ta đang ở nửa kia của thế giới, vậy nên chỉ còn có một ít thôi à. Không, đừng có lo lắng người kem, chúng cháu sẽ đến. Đó là Orpho. Nếu cậu ấy tới được chỗ người kem trước, cậu ấy sẽ ăn sạch hết kem đó. Không. Đó là một mô phồ mới hả? Không, xe tôi. Giờ tôi bắt tội phạm như thế nào đây khi không có xe cảnh sát hả? Tụi mình phải giúp cảnh sát Freeze lấy lại xe thôi, Marvel. Cảm ơn Mila và Marvel. Chắc không biết cái gì dưới nước là nhanh nhất đâu, nhưng tớ thì biết. Morpho biến thành thuyền siêu tốc. Tạm biệt. Thank you.
tụi mình đang ở trong rừng, biến thành khỉ nào. Xe đua không chạy nhanh trong rừng được đâu, Orpho à. Morpho hả? Ờ, ông không, là Orpho. Orpho! Có vẻ như Orpho tới trước rồi. À, người đang hớn kem của tao luôn rồi. Trời ơi là trời, ôi không. Trễ quá rồi Morpho. Đừng lo, ta chỉ giả vờ như nó đã ăn hết kem của ta mà thôi. Để nó đi ra chỗ khác. Vẫn còn rất nhiều kem đủ cho các cháu luôn nha. Cho cháu và bạn khỉ nữa nè. Và cho ta nữa chứ. Cảm ơn ngài người kem nhiều. Có thể biến tụi mình thành thú cưng phép thuật. Wow, cậu biến tụi mình thành Morpho được chứ? Chơi trò chơi nha. Người nào nhảy cao nhất sẽ thắng. Hãy biến thành đi. Biến thành trực thăng. Thôi dừng lại nào. Không Orpho, bây giờ tao muốn trở thành một con robot. Oops, xin lỗi.
mình lại có một ý khác để bắt cậu ấy nè. Cùng nhau thực hiện đi. Morpho biến hình thành cái lồng. Không được làm loạn trong thành phố. Đã gây rất nhiều rắc rối trong thành phố. Mình xin lỗi Mila, Morpho. Mình không nên biến hình lần nào nữa. Có thể biến tụi mình về bình thường lại được không? Ôi không, tôi đang chờ rất là vui mà. Cuốn hoàng. Thật là vui quá. Nhưng làm mô phỏng thật là quá khó. Mình vui vì lại được là chính mình. Chỉ có thể có duy nhất một mô phỏng, một April. Mọi người yêu hai cậu. Chào mô phỏng. Cậu có sao không? Mô phỏng không sao. Tội nghiệp Morpho, chắc con bị bệnh rồi. Con phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏe được đó biết chưa. Không sao đâu Morpho, ba và tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Ủa? Chào Mila. Chào April. Cậu và Morpho ra ngoài chơi được không? Tớ muốn đi chơi lắm, nhưng Morpho đang bệnh và tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy. Morpho nên không Morpho, con phải nghỉ ngơi mới khỏe được. Nhưng không Morpho. Mila, con cứ đi chơi đi, để ba chăm sóc Morpho cho. Cảm ơn ba. Nghỉ ngơi đi nha Morpho. Tạm biệt Morpho. Bây giờ Morpho nè, để ba đọc truyện cho con nghe nha, có được không? Morpho muốn chơi Mila ơi. Morpho khỏe hơn rồi. Mila, Mila đâu rồi? Morpho ra ngoài được mà. Morpho, cậu có khỏe không? Morpho đang tìm. Tớ sợ chuột lắm. Morpho xin lỗi. Ôi đi đi, con ngỗ độc ác kia, biến đi. Cổ thần ơi! Cái ống may mắn của mình lại có tác dụng rồi. Morpho hết bệnh
siêu anh hùng nào. Cảm ơn siêu anh hùng Morpho nhiều nha. Wow, Morpho cũng muốn làm anh hùng. Morpho. Ôi không. Phải bắt hắn lại. Morpho. Siêu anh hùng Morpho. Cảm ơn Morpho. Hey. Không, đừng làm loạn ở đây. Đem con hổ về sở thú lại thôi. Được thôi. Ôi không! Nhanh lên Morpho, mang mấy con hổ ra khỏi đó đi. Wow! Nhìn xem kìa! Là thiên thạch! Ôi vào ngực thiên thạch! Giờ thì thiên thạch đang rơi về hướng thành phố đó. Ôi không! Ngừng sao băng đi Morpho. Giỏi lắm Morpho. Cháu đã ngừng thiên thạch lại rồi. Cháu là siêu anh hùng đích thực đó Morpho à. Hả? Thả bọn ta ra. Mơ đi cưng. Bọn ta cần các ngươi để bẫy Morpho đó. Cứu. Cứu rồi. Ôi không, tụi mình phải cứu các cậu ấy. Xeo anh hùng Morpho tới cứu. Dừng lại đi Morpho, bẫy đó. Morpho cứu. Hả? Bắt được ngươi rồi Morpho. Khoan đó, đây không phải là Morpho, là Morpho đó. Morpho đây nè. Morpho, cậu đưa cảnh sát Freeze đến đây bắt bọn cướp nha. Các người đang bắn cướp kìa. Cảm ơn Morpho nha. Cảm ơn Morpho đã cứu chúng tôi. Cậu là siêu anh hùng đích thực.